mình xin hướng dẫn các bạn một cái bài tập khá là tréo ngoe cái tay của các bạn, và trên cái là thế tay là 3 notes per string, tức là 3 note trên một giây, nhưng mà các bạn di chuyển là xéo lên xéo xuống, hình zig zag, nó khá là khó chịu, nhưng mà khi bạn tập được các bạn thấy là nó nghe cũng rất là đã, cái hiệu ứng của nó cũng khá là đặc biệt. Thì thông thường khi các bạn chạy 3 giây theo kiểu từ trên xuống theo thứ tự 1, 2, 3, ở đây 1, 2, 3 là các bạn thấy theo thứ tự là 3 cái ngón của chúng ta, theo ví dụ như sau, ví dụ 1, 2, 3 chứ không phải là ngón 2 nha, 3 cái nốt 1, 2, 3, sau đó ví dụ như vậy. Còn khi chạy ngược lên thì chúng ta đánh 3, 2, 1, ngược lại ví dụ vậy. Nhưng hôm nay chúng ta tập cái câu này, tức là các bạn đánh xuôi theo 1, 2, 3 nhưng mà đánh từ dây 1 đến dây 6, nó ngược lại ha. Và khi chúng ta đánh, chúng ta dứt dắt qua lại nữa, thì cái câu cơ bản của nó là ba cái octave khác nhau mà thôi. Nếu chia nhỏ ra thì chúng ta thì thấy là nó từng cặp dây 1, 2, 3, 4, 5, 6, từng cái thế tay giống như vậy, nhưng chúng ta phải dịch chuyển sao cho nó hợp lý. Thì cái câu của nó đơn giản bao gồm cái nốt như vậy thôi. Tức là Rê Mi Fa, sau đó là Si Do Re. Các bạn nhớ nha, Rê Mi Fa Si Do Re. Thì nếu các bạn đánh trên một giây thì nó như thế này, nhưng mà mình muốn làm khó nó một tí thì mình cái câu sau á, Si Do Re, thì mình lại đánh trên dây số 2. Các bạn thấy thế tài đang đánh như thế này, bị dịch như thế này. Giờ sau đó các bạn xuống cặp dây 3, 4 thì chúng ta cũng đánh y chang các nốt đó thôi. Thì chúng ta có ngay là ngâm 7 của dây số 3 ha. Giờ tới dây số 4. Bây giờ các bạn thấy là thế tài là như thế này, như thế này. Đó, dịch theo cái hình chữ Z như thế này. Và khi các bạn đánh tốc độ nhanh thì các bạn phải dễ bị lộn cái ngăn lắm ha. Cho nên chúng ta chú ý tập chậm nè. Hai câu đầu tập lại nha các bạn. Thấy hơi khó khó đúng không? Nếu các bạn ấy thì nhớ tập là kỹ nha. Tương tự trên dây 5 dây 6. Dây 5 dây 6 thì chúng ta ở đây chúng ta ngay Rê Mi Fa là ngăn số 5, 7, 8 nha. Và sau đó dây số 6 là 7, 8, 10. Kết thúc này là thì cái câu này mình đánh theo cái kiểu là hammer on nha các bạn, để nghe nó mượt hơn. Tức là bạn đánh nó đầu rồi sau đó bạn hammer on vô hai cái nó sao. Ví dụ như sau, chúng ta đánh các bạn tay phải, các bạn đánh 3 phím đúng không? Không, các bạn đánh 1 phím xuống thôi. Giờ hai nó sao chúng ta gõ vô luôn. Vậy trên vậy. Đó là kết thúc một cái câu. Thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng tập từ từ để nâng tốc độ lên nha các bạn. Cố gắng là đầu tiên là đánh chậm để các bạn nhớ vị trí, bởi vì câu này các bạn dịch lên dịch xuống như thế này các bạn rất dễ lộn ngang, và mình phải tập bài này cũng khá tốn thời gian để có thể quen được cái vị trí. Bắt đầu nha. Chậm hơn tí thì đó là cái cách mà đánh đúng chậm, còn hơn là đánh nhanh mà sai.
Mình hay thường nhắc các bạn như vậy ha. Chúng ta cố gắng lại nha. Sẽ giúp cho các bạn là luyện cái ngón của bạn và dịch chuyển nó một cách tốc độ nhanh nhưng mà thật là chính xác ở cái vị trí ngang đà. Thì các bạn khi đánh cái câu kiểu này rồi, các bạn có thể di chuyển qua ở những cái vị trí cao hơn hoặc thấp hơn. Thì đáng lẽ cái thế tay lúc đầu các bạn đánh là, thì bây giờ các bạn có thể bắt đầu bằng cái cách khác đi. Chúng ta bắt đầu như sau. Thế tay thứ hai. Ví dụ như vậy. Đánh các bạn thấy nó hơi khác nhau một tí, thì từ cái cách đó thì các bạn có thể học được một cái, chúng ta sáng tạo thêm cũng cái kiểu đánh như vậy, chúng ta tạo ra những cái câu nó khác nhau phong phú hơn, và điều quan trọng nó sẽ giúp cho kỹ thuật cái tài của bạn được nâng cao lên, đánh tốc độ nhanh, độ chính xác cũng nhanh luôn nha. Thì hãy nhớ ủng hộ, like, share, comment cho kênh YouTube Guitar for Freedom. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy comment để ủng hộ Đăng Khoa nhé. Nếu bạn có nhu cầu mua các loại đàn guitar thì hãy nhớ đến Amigo Guitar Shop. Mình bán guitar, bass, amplifier, pháo đầy đủ cả, từ các loại đàn giá rất là rẻ, triệu mấy, 2 triệu cho đến mấy chục triệu cũng có nữa. Và cam kết với bạn là tặng kèm rất là nhiều phụ kiện với chính sách rất là tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.